Xin chào các bạn, đây là Honor 90 và Honor 90 Lite, bộ đôi smartphone vừa mới được ra mắt của Honor. Chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn ở phân khúc khoảng 6 triệu đồng và 11 triệu đồng với điểm nhấn độ phân giải camera lớn 100MP và 200MP. Ngoài ra, còn gì ở cả hai chiếc điện thoại này nữa? Mời các bạn xem video nha. ON90 trước ha, đây là phiên bản cao cấp hơn của ON90 Series được ra mắt tại Việt Nam Được định giá ở phân khúc 11 triệu đồng Chúng ta có một thiết kế thời trang đẹp mắt, mỏng nhẹ và viền cong. ON90 chú trọng vào thiết kế bóng bẫy và ngoại hình tổng thể mỏng nhẹ Với thiết kế bo các mặt lưng, góc cạnh và màn hình công tràng Chúng ta có được một chiếc ON90 rất mỏng với độ dày khoảng 7,8mm Ấn tượng ha mặt lưng của máy bóng bẫy và có phần nữ tính đặc biệt là với phiên bản màu trắng này chúng ta có mặt lưng với phần nửa dưới in nhiều họa tiết làm nó trở nên nổi bật cũng như bắt sáng còn bên trên làm cụm camera với hai module chứa ba ống kính và một đèn flash với kiểu thiết kế cách điệu mang lại hiệu ứng thị giác rằng cụm camera này nó đang bị lõm vào trong khung viền bao quanh hai module camera to dần về hai bên và nhìn vào thì mình liên tưởng tới đôi mắt Thiết kế này cũng khá là độc đáo và mang lại sự ấn tượng. Khung viền của Honda 90 được thiết kế mỏng và sáng, cầm máy trên tay rất nhẹ. Tuy nhiên nó lại dễ bị trơn khi mà tay khô bởi vì phần viền mỏng này cũng như là cái mặt lưng được thiết kế quá bóng. Tuy nhiên chúng ta có thể giải quyết rất dễ dàng bằng cách là đeo ấp lưng cho máy. Với lựa chọn màn hình cong cho nên màn hình của Honor 90 đẹp mắt với các viền mỏng đều nhau và chúng ta có một tấm nền AMOLED với kích thước là 6.7 inch, tần số quét là 120Hz cũng như độ sáng tối đa là 1600 nits. Camera chính 200MP là điểm nổi bật của Honor 90. Ngoài ra chúng ta có thêm một camera góc siêu rộng với độ phân giải là 12MP, một cảm biến đo độ sâu trường ảnh để giúp chụp ảnh xóa phông với độ phân giải là 2MP và camera selfie có độ phân giải là 50 megapixel. Phiên bản N90 này được trang bị con chip của Qualcomm là Snapdragon 7 Gen 1 và viên pin của máy có mức dung lượng là 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 66W. Máy được cài đặt sẵn hệ điều hành Matrix OS 7.1 và tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng được hầu hết các dịch vụ của Google trên máy. Còn đây là ON90 Lite với phân khúc thấp hơn, mức giá dễ tiếp cận hơn. Chúng ta có một thiết kế vuông vức khác hoàn toàn so với phiên bản ON90. Thiết kế này sẽ cơ bản hơn và đơn giản hơn. Chúng ta có một mặt lưng phẳng, hoàn toàn không có họa tiết hoa văn gì hết và hơi nhám nhẹ hơn. Ở bên trên là một cụm camera được thiết kế hơi lạ mắt một chút xíu. Chúng ta có hai module được xếp chồng lên nhau theo dạng giống như hình số 8. Bên dưới là thông số camera chính 100 MP. Kế bên đặt dọc theo là một đèn flash. Nhìn chung thì Honor 90 Lite có thiết kế mạnh mẽ hơn đến từ những đường nét vuông vức của máy từ khung viền cho tới những đường nét của cụm camera. Mặt trước của máy là một màn hình đục lỗ với kích thước là 6.7 inch và độ phân giải là Full HD Plus cũng như là tần số quét 90Hz. Về giao diện màn hình nói chung thì chúng ta vẫn còn cạnh viền bên dưới tương đối dày hơn so với ba cạnh còn lại. Bộ thông số camera của máy lần lượt là camera chính 100MP được in ngay ở trên cụm camera rồi ha. Camera góc siêu rộng 50MP một cảm biến đo độ sâu trường ảnh để chụp ảnh xóa phông 20MP và camera selfie có độ phân giải là 16MP Về cấu hình thì máy sử dụng con chip của MediaTek là Dimensity 6020 và máy có viên pin là 4500 mAh cùng với công suất sạc là 22.5W cũng như là chạy hệ điều hành Magic OS 7.1 giống như là Honor 90 Nói tóm lại thì cuối năm nay Honor họ quay trở lại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là Honor 90 ở tầm giá 11 triệu đồng và Honor 90 Lite ở tầm giá khoảng 6 triệu đồng. Nó nổi bật ở phần camera với thông số cao và riêng với Honor 90 Lite thì chạy con chip Qualcomm Snapdragon 7.1 thì mình nghĩ đây sẽ là phiên bản được mọi người quan tâm hơn của Honor. Còn với các bạn thì như thế nào? Các bạn cảm nhận gì về Honor 90 series? Cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.